Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình trực tiếp tối nay, thứ ba ngày 15 tháng 2. Các đơn vị doanh nghiệp thi đua lao động sản xuất. Nâng cao giá trị cam sành Hàm Yên theo hướng bền vững. Các trường học chủ động thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Trong phần tin quốc tế, kinh tế Nhật Bản phục hồi mạnh. Sáng nay, các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Tại điểm cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về phát triển kinh tế tập thể, đã đạt được một số kết quả, nổi bật nhất là sự thay đổi mô hình hợp tác xã kém hiệu quả sang mô hình hợp tác xã tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Khu vực kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã, là một trong những thành phần kinh tế quan trọng, đã bước đầu khẳng định là nhân tố cốt lõi, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Cùng với thực hiện nghị quyết số 13 ngày 20 tháng 11 năm 2012, Quốc hội thông qua luật hợp tác xã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, là khung pháp lý cơ bản cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của khu vực hợp tác xã. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các hợp tác xã phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Khu vực hợp tác xã đa số có quy mô thành viên nhỏ, năng lực nội tại còn yếu, sự liên kết, hợp tác giữa các hợp tác xã chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, tốc độ tăng trưởng thấp và tỷ trọng đóng góp vào GDP giảm liên tục, không đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra. Tại Tuyên Quang có 520 hợp tác xã, tăng 328 hợp tác xã so với thời điểm năm 2001, thu hút hơn 11.800 thành viên. Thu nhập bình quân của thành viên lao động hợp tác xã đạt trên 67 triệu đồng trên năm. Hoạt động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có nhiều chuyển biến tích cực về quy mô, công nghệ và thị trường. Các hợp tác xã nông nghiệp đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi. Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận các giải pháp nhằm đạt mục tiêu đến năm 2030, thành lập mới hàng năm ít nhất 2.000 hợp tác xã, 25 liên minh hợp tác xã và 4.000 tổ hợp tác có đăng ký hoạt động. Đến năm 2030, thu hút khoảng 15% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, tỷ trọng đóng góp cho GDP của kinh tế tập thể trên 20%. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất hàng hóa phi tiêu chuẩn, không có chỗ đứng, không có khả năng cạnh tranh và không thể tồn tại. Vì vậy, hợp tác là con đường tất yếu để cùng phát triển. Cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, xây dựng mô hình hợp tác xã tiên tiến, đầu tư thích đáng để phát triển thành phần kinh tế này. Chiều nay 15 tháng 2, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để thống nhất các nội dung liên quan tới dự án đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân hai tỉnh Tuyên Quang Hà Giang và các ngành liên quan đã tập trung thảo luận về việc triển khai dự án. Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang nằm trong quy hoạch đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1454 ngày 1 tháng 9 năm 2021. Việc sớm đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ là rất cần thiết, tạo động lực để hai tỉnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời cùng các tỉnh trong khu vực phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên 3.500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã thống nhất phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn. Trước mắt là triển khai giai đoạn 1 với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, có tổng chiều dài dự kiến 118 km, trong đó địa phận tỉnh Tuyên Quang khoảng 80 km và địa phận tỉnh Hà Giang khoảng 38 km. Về tiến độ thực hiện dự án, chuẩn bị đầu tư khởi công trong quý 3 và quý 4 năm 2022, thực hiện đầu tư năm 2022-2024 với tổng mức đầu tư trên 6.200 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân hai tỉnh đã phê duyệt dự án, thống nhất phương án tuyến, phân kỳ đầu tư, quy mô cấp đường, hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 2024.
lãnh đạo hai tỉnh thống nhất giao tỉnh Tuyên Quang chủ trì hoàn thiện báo cáo, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tiến độ, quy mô và nguồn vốn đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đề nghị các ngành liên quan của hai tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương, bảo đảm dự án được triển khai nhanh chóng, thuận lợi, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, tuyến đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang được xây dựng sẽ hình thành trục đường kết nối nhanh chóng, thuận tiện từ tỉnh Hà Giang Tuyên Quang với cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ và cao tốc Nội Bài Lào Cai, là nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân hai tỉnh. Dự án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Trên cơ sở kết quả của buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Tuyên Quang Hà Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tới dự buổi gặp mặt đầu xuân 2022 tại Tổng công ty may LGG Tuyên Quang vào sáng nay. Với chủ đề xây dựng nguồn lực phát triển bền vững, lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, lãnh đạo Tổng công ty may LGG Tuyên Quang đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh Tuyên Quang trong thu hút đầu tư, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận lợi, giúp công ty sớm hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định. Là một doanh nghiệp mới thành lập và đi vào hoạt động năm 2020, tuy gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với sự nỗ lực của đơn vị, Tổng công ty may Tuyên Quang đã dần ổn định sản xuất, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động địa phương với thu nhập trên 6 triệu đồng một người một tháng, đóng góp tích cực vào ngân sách của tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Tổng công ty may Tuyên Quang nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nói chung trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết tỉnh luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Nhân dịp này, các đại biểu dự hội nghị đã tham gia Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022. Sáng nay 15 tháng 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 238 ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triển khai quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và triển khai hiệu quả các nội dung được ký kết. Công tác tuyên truyền được mở rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết đề án lớn của tỉnh, tăng cường các hoạt động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động nắm bắt thông tin trên không gian mạng, tuyên truyền những thông tin tốt, tích cực trên internet, mạng xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong toàn xã hội. Các đại biểu đã thảo luận, xác định các nội dung phối hợp trọng tâm của năm 2022 nhằm tăng cường sự đồng bộ, bảo đảm chất lượng hơn, hiệu quả quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ đề nghị các cơ quan tiếp tục tập trung làm tốt công tác phối hợp thực hiện quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo sự đồng thuận cao để công tác này đi vào nền nếp, đem lại hiệu quả rõ nét, góp phần phục vụ tốt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy Tuyên Quang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Năm 2021, các chương trình kiểm tra giám sát của Thành ủy có sự đổi mới theo hướng giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm. Việc xem xét kết luận xử lý kỷ luật đảng viên bảo đảm đúng quy trình, quy định, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định xóa tên 13 đảng viên do không thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo điều lệ đảng quy định, đưa ra khỏi đảng 12 đảng viên.
đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đình chỉ sinh hoạt Đảng, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định xử lý kỷ luật Đảng đối với một cấp ủy viên do vi phạm pháp luật. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang đề nghị Thành ủy Tuyên Quang tiếp tục xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tập trung vào các nội dung dễ xảy ra vi phạm, tăng cường giám sát chuyên đề, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên, cung cấp và người đứng đầu, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ. Ngày thơ Việt Nam lần thứ 20, Hãy sống và hy vọng đã được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tổ chức trong sáng nay. Với chủ đề Hãy sống và hy vọng, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 20 là dịp tôn vinh những giá trị của thơ và các tác giả, qua đó lan tỏa vẻ đẹp của thơ ca. Đây là hoạt động thường niên được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song các tác giả, người yêu thơ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật ra đời. Thông qua các kênh thông tin, hội đã truyền tải các sáng tác mới đến với công chúng kịp thời, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi của Trung ương và địa phương. Tại Ngày thơ Việt Nam, các tác giả, nhà thơ, người yêu thơ đã thể hiện nhiều tác phẩm với các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, đất nước, quê hương Tuyên Quang đổi mới. Thưa quý vị, những tháng đầu của năm 2022, không khí thi đua lao động sản xuất diễn ra sôi nổi ở các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo khí thế và quyết tâm cao, cho thấy nhiều tín hiệu vui trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công trình xây dựng trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến có vốn đầu tư là trên 12 tỷ đồng với 3 hạng mục phụ trợ, dự kiến công trình sẽ được hoàn thành và bàn giao cho xã vào tháng 6 năm 2022. Ngay sau những ngày nghỉ Tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị này đã huy động nhân lực, máy móc tiến hành để nhanh tiến độ thi công. Tất cả mọi thủ tục về tiêu chuẩn và đều được các ban ngành đến nghiệm thu và rất tốt. Đấy, về an toàn lao động thì chúng tôi đảm bảo có đầy đủ các trang thiết bị cho anh em công nhân và cho học an toàn lao động. Máy móc thiết bị thì cũng đầy đủ. Khi đón công nhân trở lại làm việc, các công ty đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe như tiếp nhận khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện test COVID cho 100% công nhân lao động. Tuyên truyền vận động công nhân lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao tay nghề, chất lượng sản phẩm, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội và tạo nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và ứng phó với dịch bệnh. Hiện tại, nhà máy đang duy trì để đảm bảo được cái trả đơn hàng cho khách theo đúng tiến độ. Chuỗi sản xuất của chúng ta nó không bị đứt gãy và nhà máy vẫn duy trì sản xuất và thực hiện biện pháp 5K ở nhà máy. Khí thế sôi nổi, phấn khởi thi đua lao động sản xuất đã thể hiện quyết tâm của các đơn vị doanh nghiệp, phấn đấu bước sang một năm mới với nhiều thắng lợi mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Thời gian qua, Hàm Yên luôn chú trọng nâng cao giá trị cam sành theo hướng bền vững. Với lợi thế là vùng cam sành đầu tiên trong cả nước sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học, huyện đang tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình này. Trước đây, những vườn cam ở thôn Thúc Thượng, xã Tân Thành chủ yếu được bà con trồng, chăm sóc theo phương thức truyền thống nên giá trị sản phẩm không cao. Từ năm 2017, bà con đã áp dụng quy trình sản xuất cam theo hướng hữu cơ. Chăm sóc theo hình thức sản xuất mới đã đem lại lợi ích rất lớn về giá trị kinh tế cho những người trồng cam ở địa phương này. Quy trình sản xuất của cam hữu cơ năm nay chúng tôi rất là phấn khởi. Và cái cam của năm nay rất là được giá. Huyện Hàm Yên có gần 7.000 ha cây cam, trong đó trên 6.700 ha đã cho thu hoạch, 24 ha cam chuyển đổi hữu cơ. Năm 2020, cam sành Hàm Yên là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của Tuyên Quang được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Những mô hình cam hữu cơ đang tiếp tục được huyện Hàm Yên tuyên truyền và nhân rộng. Hướng đi này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng. Cam hữu cơ năm nay được cái giá ở thị trường chấp nhận được giá rất khá tốt hơn năm ngoái. Năm nay báo cáo được cái giá 28.000 tại vườn. Thì bà con năm nay sản xuất được cái giá như vậy là cũng rất là phấn khởi. Đến thời điểm này, các trang trại, nhà vườn trên địa bàn huyện Hàm Yên đã thu hoạch, tiêu thụ được 60.000 tấn cam quả, ước đạt thu trên 600 tỷ đồng, tăng khoảng 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Giá cam năm nay cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tại thời điểm này, giá cam tại vườn dao động từ 13.000 đến 15.000 đồng trên 1 kg, trong đó cam hữu cơ có giá 28.000 đồng trên kg.
Đây là những tín hiệu tích cực để người dân ở đây gắn bó với cây trồng chủ lực này, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp xanh, bảo vệ sức khỏe cho chính người sản xuất và tiêu dùng. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Các trường học chủ động thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Hiệu quả đưa công an chính quy về cơ sở ở huyện vùng cao Lâm Bình. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ. Thông tư quy định rõ tiêu chí thành lập trạm thu phí đường bộ là phải đặt trong phạm vi của dự án, phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư hoặc trong đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thực hiện hình thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng và sử dụng công nghệ thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tiên tiến hiện đại. Trong trường hợp áp dụng hình thức khác phải được cấp có thẩm quyền cho phép. Trường hợp trạm thu phí hoàn vốn cho dự án đối tác công tư phải đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án. Hiện nay, số ca mắc COVID trung bình trong ngày là từ 100 đến 200 ca, trong đó có nhiều trường hợp là giáo viên, học sinh trong các trường học. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, các nhà trường đã chủ động linh hoạt trong việc dạy học. Sau khi có các ca F0 là giáo viên trong trường, Trường Trung học Cơ sở An Tường, thành phố Tuyên Quang đã chủ động cho toàn bộ học sinh nghỉ học và tổ chức học trực tuyến. Việc này vừa đáp ứng được yêu cầu thích ứng linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và cộng đồng. Gia đình chị Vũ Thị Lan có con học lớp 7 cũng rất đồng tình với việc tổ chức học trực tuyến của nhà trường trong thời điểm dịch như hiện nay. Trước tình hình dịch bệnh như này thì gia đình cũng rất là tạo điều kiện cho các cháu học online ở nhà. Thứ nhất là để đảm bảo cho các cháu là yên tâm phòng chống dịch. Thầy, cô và các phụ huynh ở nhà thì cũng cố gắng tạo điều kiện hết sức để thầy và trò được học. Thì nhà trường cũng đã tổ chức là lấy ý kiến phụ huynh và đã tổ chức cái học trực tuyến cho các con. Nhà trường cũng đã thông báo và cũng được trang bị trang thiết bị để học tập. Và các em cũng đã được làm quen với cái việc này rồi. Và các em và các thầy cô cũng vào lớp học theo cái thời khóa biểu hàng ngày. Và đến thời điểm này thì cũng chưa gặp phải những khó khăn gì về cái việc học trực tuyến. Học trực tuyến được các trường thực hiện từ những đợt dịch trước. Tuy nhiên, để việc học đạt được kết quả cao thì cũng cần sự tự giác và nỗ lực rất lớn từ chính các cán bộ giáo viên và học sinh. Học ở trường là sẽ giúp ích hơn nhiều và sẽ học tốt hơn. Còn học online thì cháu sẽ phải cố gắng hơn rất là nhiều. Là bọn cháu sẽ phải củng cố kiến thức sẽ để học khi online và khi trở lại trường. Tùy theo tình hình dịch bệnh mà mỗi trường lại có phương án học khác nhau như học trực tuyến hoặc trực tiếp. Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi học trực tiếp, các trường cũng chủ động việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng dịch. Nhà trường cũng đã bố trí cái phương án để tất cả các lớp sẽ có cái bộ phận để phát trực tiếp cái giờ giảng của các giáo viên để đảm bảo quyền lợi của người học nếu không may ở các lớp mà có các em học sinh thuộc diện cách ly tại nhà. Thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, vừa đảm bảo kiến thức, sức khỏe cho học sinh và giáo viên là yêu cầu bắt buộc đặt ra đối với các nhà trường. Và để đạt được kết quả tốt nhất, ngoài sự nỗ lực của mỗi thầy cô, cũng cần sự đồng hành của các bậc phụ huynh, học sinh. Còn tại huyện Chiêm Hóa, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hơn 28.000 học sinh thuộc 24 đơn vị trường học trên địa bàn huyện đi học trở lại. Các trường đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời sẵn sàng các phương án dạy học phù hợp và linh hoạt. Đo thân nhiệt cho học sinh đều đặn mỗi ngày, rửa tay sát khuẩn tại trường, tuyên truyền nhắc nhở học sinh tích cực bảo vệ sức khỏe, an toàn phòng chống dịch để đến trường học tập. Đây là những biện pháp được Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Lộc thực hiện. Các thầy cô giáo đã tuyên truyền cho chúng em thực hiện tốt thông điệp 5K, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Tăng cường trao đổi với giáo viên thông qua kênh Zalo của nhóm nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, nhắn gửi phụ huynh học sinh, thường xuyên động viên con em và nhớ thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, huyện Chiêm Hóa có 24 trường học cho học sinh đi học trở lại. Với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã thực hiện song song hai nhiệm vụ phòng chống dịch và đảm bảo công tác dạy và học phù hợp. Trường Trung học Cơ sở Phúc Thịnh đã xây dựng và triển khai phương án phòng dịch cụ thể như sau. Khi chưa có ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng thì nhà trường vẫn dạy học trực tiếp và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Còn khi có ca mắc
COVID-19 ngoài cộng đồng thì nhà trường tạm dừng đến trường để phục vụ công tác điều tra, truy vết theo quy định của chính quyền địa phương và cơ quan y tế. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, ý thức của mỗi học sinh cùng sự phối hợp của các gia đình trong công tác phòng chống dịch, ngành giáo dục và đào tạo huyện Chiêm Hóa phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của năm học 2021-2022 đề ra. Sau khi được phân công về cơ sở làm nhiệm vụ, lực lượng công an chính quy ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình đã từng bước phát huy vai trò trong việc giữ gìn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường lành mạnh để nhân dân phát triển kinh tế và giảm nghèo. Thượng úy Quan Văn Hùng được công an huyện Lâm Bình điều động về làm việc tại công an thị trấn Lăng Can từ tháng 9 năm 2020 với chức danh phó trưởng công an thị trấn. Đồng chí đã chủ động nắm bắt tình hình cùng với lực lượng công an thị trấn quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, cư trú và tham gia tiếp công dân, giải quyết thắc mắc khiếu nại của người dân. Đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm, giữ gìn bình yên cho các khu dân cư. Đối với các vụ việc về an ninh trật tự phát sinh trên địa bàn, lực lượng công an chính quy kịp thời tiếp nhận và xử lý ngay, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện nay, tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Bình đều đã có công an chính quy với tổng số 53 đồng chí. 10 công an xã thị trấn đã được chuyển từ bán chuyên trách sang tổ chức công an chính quy. Các đồng chí được điều động đã khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và trực tiếp triển khai nhiệm vụ, đã tạo được những chuyển biến tích cực về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn phụ trách. Việc là công an chính quy xuống cơ sở rất là bám sát địa bàn, thường xuyên tuần tra kiểm soát và nắm chắc cái địa bàn và giải quyết ngay từ cơ sở những cái việc phát sinh. Lực lượng công an các xã thị trấn ở huyện vùng cao Lâm Bình đã tạo được uy tín, hình ảnh đẹp đối với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân tại địa bàn cơ sở, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Hình ảnh người chiến sĩ áo xanh đã trở nên quen thuộc, gần gũi hơn với cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương, được người dân tin yêu, giúp đỡ, phát huy đúng phương châm xã bám cơ sở của Bộ Công an. Tin quốc tế, ngày 14 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ đã thông báo nước này sẽ đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Ukraine trước nguy cơ xảy ra các hành động quân sự tại đây. Trong một tuyên bố, ông Blinken cho biết Mỹ đang trong quá trình tạm thời chuyển các hoạt động của đại sứ quán ở thủ đô Kiev đến thành phố Lviv, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Biden vẫn can dự với Ukraine và đang tiếp tục các nỗ lực ngoại giao tích cực để làm dịu cuộc khủng hoảng. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định những biện pháp phòng ngừa thận trọng này không hề làm suy yếu sự ủng hộ hoặc cam kết của Mỹ đối với Ukraine, trong đó có cam kết đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là không thay đổi. Ông Blinken cho biết thêm, Mỹ tiếp tục nỗ lực để đạt được một giải pháp ngoại giao sau cuộc gọi của Tổng thống Joe Biden với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc thảo luận giữa ngoại trưởng hai nước. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh mong muốn nhân viên của Mỹ sẽ trở lại đại sứ quán ngay khi có điều kiện, cũng như kêu gọi các công dân Mỹ ở Ukraine đăng ký với Bộ Ngoại giao để theo sát bất kỳ diễn biến mới nào về tình hình an ninh. Hy Lạp cho biết nước này sẽ trả các khoản vay cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vào tháng 3 trước kỳ hạn 2 năm. Hy Lạp đã nhận hơn 290 tỷ đô la Mỹ từ EU và IMF trong cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài một thập kỷ. Kể từ đó, nước này đã thực hiện một số thanh khoản sớm cho IMF và hiện nợ 2,1 tỷ đô la Mỹ đến hạn vào năm 2024. Hy Lạp vẫn là quốc gia mắc nợ nhiều nhất trong khu vực đồng euro, với nợ công ở gần mức 190% GDP trong năm nay. Việc hoàn trả này dự kiến sẽ giúp nước này giảm nợ khoảng 1% và tiết kiệm khoảng 56 triệu đô la tiền trả lãi suất. Văn phòng Nội các Nhật Bản thông báo từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của nước này ước tăng 1,3% so với quý trước đó và 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, GDP danh nghĩa thì chỉ tăng 0,5% so với quý trước đó và 2% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, yếu tố chủ yếu khiến nền kinh tế nước này tăng trưởng trở lại trong quý cuối cùng của năm ngoái là việc chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc kể từ đầu tháng 10, khi số ca nhiễm mới giảm mạnh, từ đó giúp chi tiêu tiêu dùng cá nhân phục hồi mạnh mẽ. Trong quý này, chi tiêu tiêu dùng cá nhân vốn chiếm hơn 5% GDP của Nhật Bản, tăng tới 2,7% so với quý trước đó. Bên cạnh đó, việc kim ngạch xuất khẩu tăng 1% cũng đóng góp không nhỏ vào sự phục hồi của nền kinh tế đất nước mặt trời mọc.
Mặc dù vậy, theo các chuyên gia phân tích, đà tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản có thể sẽ chậm lại trong quý từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay do ảnh hưởng tiêu cực của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 6, với số ca mắc mới có lúc vượt ngưỡng 100 ca một ngày. Triển lãm hàng không Singapore năm 2022 đã chính thức diễn ra theo hình thức trực tiếp từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 2 tại Trung tâm Triển lãm Changi. Tuy nhiên, quy mô sự kiện được thu hẹp với gần 600 công ty tham gia đến từ hơn 39 quốc gia vùng lãnh thổ, đại diện cho hơn 70% trong số 20 công ty hàng không vũ trụ hàng đầu toàn cầu. Các chuyên gia từ khu vực nhà nước và tư nhân sẽ thảo luận về những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực hàng không bền vững, trong đó có chủ đề về tính bền vững của công nghệ tương lai trong các lĩnh vực linh hoạt trên không và hoạt động hàng không. Phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày hôm qua 13 tháng 2, giám đốc điều hành của Expedia, đơn vị tổ chức Singapore Airshow 2022, đánh giá ngành hàng không đã chứng minh năng lực phục hồi trước đại dịch COVID-19 với việc vượt qua vô số trở ngại trong những năm qua. Expedia tự hào được trải thảm đỏ cho các cuộc trao đổi quan trọng, những mối quan hệ đối tác chiến lược và những ý tưởng mới sẽ giúp thúc đẩy chuyển đổi và phục hồi của lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng. Singapore Airshow 2022 sẽ chứng kiến màn trình diễn trên không lần đầu tiên của máy bay chiến đấu hạng nhẹ Teja của Không quân Ấn Độ. Ngoài ra, các máy bay dân dụng của Airbus và B777 9 thân rộng của Boeing cũng tham gia trình diễn năm nay. Do tình hình đại dịch COVID-19 vẫn phức tạp, Singapore Airshow 2022 sẽ không mở cửa cho công chúng tham quan. Ban tổ chức cho biết, để đảm bảo an toàn, tất cả những người tham dự sẽ phải đăng ký trước, tiêm đủ vaccine theo danh sách của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, xét nghiệm nhanh hàng ngày, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, ăn uống tại các khu vực chỉ định và không gian khu vực triển lãm thường xuyên được khử trùng. Thưa quý vị, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản số 320 về việc xác định ca bệnh nghi ngờ, xác định ca mắc COVID-19 và thực hiện cách ly F0 tại nhà như sau. Trường hợp ca bệnh nghi ngờ là người tiếp xúc gần hoặc là người có yếu tố dịch tễ và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng sau đây. Sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác, đau nhức đầu, tiêu chảy, khó thở, viêm đường hô hấp. Là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2, người tiếp xúc gần là một trong số các trường hợp sau đây. Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp như bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da cơ thể, với ca bệnh xác định trong thời kỳ lây truyền. Người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định khi đang trong thời kỳ lây truyền. Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với ca bệnh xác định trong thời kỳ lây truyền. Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định khi đang trong thời kỳ lây truyền mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân. Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát. Đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính, cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính. Người có yếu tố dịch tễ bao gồm người có mặt trên cùng phương tiện giao thông hoặc cùng địa điểm, sự kiện, nơi làm việc, lớp học với ca bệnh xác định đang trong thời kỳ lây truyền. Người ở đến từ khu vực ổ dịch đang hoạt động. Về trường hợp ca bệnh xác định là người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp phát hiện vật liệu di truyền của virus hay còn gọi là PCR. Là người tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2. Là người có yếu tố dịch tễ, có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19 và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2. Là người có yếu tố dịch tễ và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp, xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 đến 10 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1 với virus SARS-CoV-2. Trong trường hợp xét nghiệm nhanh kháng nguyên lần thứ 2 âm tính thì cần phải có xét nghiệm PCR để khẳng định. Về cách ly F0 tại nhà, thực hiện theo đúng hướng dẫn tại quyết định số 216 ngày 31 tháng 1 năm 2022. Lưu ý các nội dung sau đây. Về tiêu chí lâm sàng đối với người mắc COVID-19 gồm 3 tiêu chí. Là người mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên theo quy định hiện hành, không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như là sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, tiêu chảy, chảy mũi, mất mùi, mất vị.
không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở dưới 20 lần một phút, SpO2 trên 96% khi thở khí trời, không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít, không mắc bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã, phường, thị trấn thẩm định cơ sở đủ điều kiện cách ly tại nhà, quyết định cho thực hiện tại nhà và chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát thực hiện cách ly, lưu ý điều kiện về phòng riêng, công trình vệ sinh riêng và yêu cầu đại diện hộ gia đình, bệnh nhân ký cam kết thực hiện cách ly tại nhà, đảm bảo phòng chống dịch theo quy định và hướng dẫn hiện hành của địa phương. Ra quyết định cách ly F0 tại nhà và cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly hoặc thông báo F0 hết cách ly sau khi cán bộ trạm y tế xác nhận đã khỏi bệnh hoặc đủ điều kiện hoàn thành cách ly y tế. Tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với người quản lý chăm sóc tại nhà đối với người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly và điều trị tại nhà. Khi thời gian cách ly điều trị đủ 7 ngày và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine theo quy định và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine theo quy định. Trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác định các tiêu chí lâm sàng của người mắc COVID-19 được thực hiện cách ly tại nhà để tham mưu cho ban chỉ đạo ra quyết định cách ly tại nhà. Lưu ý đối với người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em béo phì và người có bệnh lý nền cần phải có hướng dẫn cụ thể, có số điện thoại để liên lạc khi bệnh nhân diễn biến, cần đánh giá triệu chứng để có thể điều trị kịp thời, xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh. Hướng dẫn người bệnh sau khi hết cách ly ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày. Đo thân nhiệt 2 lần một ngày, nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ ở 2 lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo ngay cho các cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời, tuân thủ thông điệp 5K. Hết văn bản. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.